Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một bộ bàn ghế ăn mẫu hoa lan tây Louis bằng gỗ mun siêu VIP của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, vừa được hoàn thiện xong phần đánh vách ly. Và bộ bàn ghế ăn này đã có chủ nhân, đó chính là gia đình anh Đồng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, có để lưu giữ lại một số kỷ niệm với gia đình nhà anh Đồng, thì Thành Luân chúng tôi có quay lại đoạn video clip này. Đây là bộ bàn ghế ăn hàng siêu VIP luôn. Đây quý vị đang thấy trên mình cái mặt bàn này, vân gỗ này, vân hoàn toàn là vân tự nhiên, vân rất chi là đẳng cấp. Thành Luân chúng tôi là luôn luôn đi đầu về các cái sản phẩm mới nhất và đẳng cấp nhất, đỉnh cao nhất trên thị trường toàn quốc. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm này hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Ngoài ra chúng tôi là có vận chuyển hàng đi toàn quốc, toàn thế giới luôn. Quý khách nào có nhu cầu hoặc là không có dịp để về với Thành Luân chúng tôi, tin tưởng đặt hàng chúng tôi sẽ giao hàng và nhận hàng thì thanh toán tiền. Quý vị đang thấy trên hình này rất chìa đẹp. Bộ này gồm có 8 ghế một bàn, bàn dài chữ nhật, toàn bộ là dáng là ghế là rất chi là đẹp và đỉnh cao. Và phía bên cạnh đây là bộ bàn ghế đỉnh Đồng, cũng là của gia đình nhà anh Đồng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, là chúng tôi là chuẩn bị để bàn giao. Rất chi là đẹp, rất chi là đỉnh cao. Tôi sẽ quay một hai chiếc ghế ra, đường nét chi tiết của những chiếc ghế ăn bằng gỗ mun này rất chi là đẹp. Về cái dáng ghế cũng vậy, chúng tôi luôn luôn là có một cái đặc trưng khác biệt về dáng ghế. Quý khách nào mà tinh ý thì nhìn trong clip, quý vị có thể phát hiện ra ngay hàng thị trường với hàng thương hiệu Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy. Nhưng mà nhiều khách hàng là cũng không thể phát hiện được, bởi vì nhìn thoáng qua trong clip này rất là khó phát hiện. Vì vậy nên là Thành Luân chúng tôi là rất mong muốn quý khách hàng có thể bớt một chút thời gian về với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu đâu là hàng thường thị trường và đâu là hàng VIP của Thành Luân. Đó, Thành Luân chúng tôi là rất hân hạnh. Như đặc biệt như gia đình nhà anh Đồng, anh từ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, anh đã bớt chút thời gian bay thẳng về sân bay Nội Bài, sau đó về tới Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để chiêm ngưỡng các sản phẩm và cuối cùng đưa đến một quyết định, đó là đặt hàng của Thành Luân chúng tôi. Và Thành Luân là rất chi là vinh dự được những khách hàng xa người tin tưởng đặt hàng. Và thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình nhà anh Đồng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng đặt hàng, và xin kính chúc gia đình anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Xin trân trọng cảm ơn.